Hi, kính chào cô chú anh chị đã đến với kênh Tư Đen Miền Tây nha. Hôm nay hồi chiều Tư Đen á, cô chú anh chị có đặt bẫy á, mà chiều căng dạng quá cho nên Tư Đen không có quay chào cô chú anh chị được. Rồi với lại ta đang đốt gom á, đang đợi người ta đốt gom rồi ngấy thì mình mới đặt được nha cô chú anh chị. Rồi giấc này cũng tắm ra ngoài cô chú anh chị ơi. Rồi cũng đã tới tới giờ đi thăm bẫy rồi. Rồi mời cô chú anh chị theo chân tôi đang đi thăm bẫy chuột nha. Đây, cái đường này đặt vẫn là tiếp tục hôm nay đặt là 150 cái nha cô chú anh chị. Rồi chưa chơi hai cái chút quớt của chú chị ơi, trong đám sắn này nè ba cái luôn. Ý chưa chân cho ba cái chút quớt của chú chị ơi, bốn cái chút quớt luôn. Tới công chuyện rồi, mới vô bốn cái chút quớt rồi. Hy vọng qua khu Gò Mã này có lý này của chú anh chị. Ồ, có chuột chạy kìa. Ủa, ở đây có con đường mà mình không đánh ta. Rồi, sập rồi. Ủa, chuột con. Đường này chuột con ta. Thấy đường giống chuột bự quá mà được chuột con ta. Hầu bữa trước đó, cô chú anh chị. Tôi đang đặt cũng trúng quá, mười mấy ký, cỡ 20 ký đó cô chú anh chị, mà bị chết hết mớ, bị hao hụt rồi, không có còn lại có 10-14 ký rồi cô chú anh chị ơi, tại vì không có cho ăn được á, không có, mình nghĩ với đại bị ngọt cô chú anh chị, nhiều quá nhiều bị ngọt. Có người ta một gài khó như ta. Nhớ, bữa đó mình nhớ mình gài người ta dễ lắm mà. Rồi, chính này. Đi thăm của mình nên cũng hơi khó. Rảnh rỗi mình mới đi chung với anh nên được nha, cô chú anh chị. Vợ chồng miền Tây á. Vợ chồng miền Tây thì đánh ở bên... anh ở bên Đồng Phú Lộc Minh Bản, còn còn tôi đen thì đánh ở bên đây sau hè nhà, tại vì sau hè nhà này thì nó mình đánh nó cô chú anh chị, rồi sẵn sáng mới làm công việc nhà luôn cũng dễ. Ông chuột dữ dằn luôn, ông chuột chập bá luôn, mình chắc chuột tống nhìn không dính ta. Đường mòn nhưng không dính chạy. Ôi, không lấy cái khu nó, khu bên đây cái này chết mình rồi. Trong cái chục cái mà có con chục con à. Rồi, nó đâu còn nữa kìa. Ồ, hai con luôn, hai con luôn. Hai cái hai con luôn, chục con không. Chục con không à. Thôi đấy, tạm nhiên cô chú anh chị. Để đấy nha. Đây nè, chục con của chú anh chị. Đây đó nè. Tiếp tục đi tiếp nha cô chú anh chị, đánh xung quanh cái đánh thắng này nè. Bữa nay tôi đang đánh có ông chú muốn làm ruộng kế bên á, ổng mà ổng xách mấy chục cái gập cũng vô ổng đánh luôn. Ôi chàng ốc ma ốc ma nè cô chú anh chị, ốc ma nó đang bắt cặp cái gì nè, cặp luôn, chà bá luôn, chăn đầu bẫy mình luôn nè, không dính. Ồ, chuột con không mà chàng, sao mà chuột con không vậy, chuột con không vậy nè. Anh Phú này, ảnh bữa nãy anh Phú á, ảnh có vô nhóm chat nói chuyện, anh chúc mình trúng chuột con. Chơi chân vô chúng chụp con không cô chú anh chị ơi. Giờ mình sẽ đi qua khu khác cô chú anh chị ơi. Khu nãy dính cái xìu của chú anh chị ơi. Ba mươi mấy cái bãi dính được có 10 con vậy. Ít quá. Giờ mình qua khu mới nha. À, có luôn. Ủa hai cái hai con của chú anh chị ơi.
Ủa hàng khủng của mày. Của chú chị. Đây, một em khủng của chú chị. Đã. Gì mới phê nè. Gì là em Trung anh Trung căn chuột của phái nè. Một. Đây là của chú chị. Ôi giời, hàng khủng luôn nè. Gì mới đã nè. Trà bá hỉnh. Hai em xuống rồi. Tụi cái thứ ba đâu chú anh chị ơi, chết rồi. Cái thứ ba là chết rồi, cái thứ tư thì chết luôn. Ủa dính được hai cái đó chết rồi. Sao đừng nó không đặt á trời, sao chết không vậy chàng? Chỗ này người ta cắt hồ ngày hôm qua kia của chú chị rồi, rút gom luôn rồi. Đường mòn im ghê luôn mà sao không dính ta? Chết không luôn. Không được em tụi con nè. Ôi thôi xong rồi. Bữa nay thất thủ rồi. Nay thất thủ rồi. Cái con của chú kìa. Chết không à. Đây được em đó nè. Con nhỏ. Sao mà chuột nhỏ không vậy chàng? Chuột rắn không à. Rồi, tiếp theo luôn. Ồ, đây được em đó nè. Em này cũng hơi trọng trọng của chú chị. Trọng trọng à, chứ không được to. Rồi, tiếp theo của chú chị ạ. Ồ, đây có chuột bự nè. Đây được em chuột bự nè. Quá phê, quá phê. Quá phê. Không có chú chị. Ôi, ôi, đã. Phê quá phê. Ồ, cái này dính hai em luôn. Hai em chuột con. Ôi, ôi, hai em chuột con. Này có chú chị. Đã không? Hai em chuột con. Thế thì chú chị à. Hốt luôn tụi con. Bữa nay vô động tụi con cái gì chàng? Nè. Nay vô bộ vô động, vô cái động tụi con hay gì đâu á. Con không. Vô động rồi, bữa nay vô động tụi con rồi. Sẽ sẵn tới khu gò mã này cho chú anh chị. Khu gò mã này tôi đang có đặt 60 cái. Rồi hơi xa. Tại thấy đường mòn im quá. Ồ dính. Ồ dính muốn mỏi cái luôn của chú chị ơi. Một cái nè, dính rồi cái gì. À. Cái thứ hai dính luôn nè. Cái thứ ba luôn nè của chú chị. Một cặp luôn. À. Cái thứ tư này của chú chị. Một em nữa. Cái thứ năm dính luôn. Cái thứ sáu cũng dính luôn. Chính em gắn mối. Cái thứ bảy dính luôn. Em chuột. Cái thứ tám dính luôn. Em chuột luôn. Cái thứ chín dính luôn. Chàng ngốc chàng. Dính hai em luôn. Cái thứ mười dính luôn. 11, 12. Chỗ này 12 cái bẫy. 12 cái bẫy dính 10 cái. Không tưởng tượng nổi. Chỉ chết có hai cái này nè cô chú anh chị. Chết hai cái này thôi. Còn như là dính hết. Mà chuột con không. Còn bộ chuột con không. Không có con chuột bự nữa. Cho tôi đang xin tổng kết chuyến đi thăm đêm luôn cô chú anh chị ơi. Đây. Đây là chuột lớn nha. Chuột lớn này có khoảng trên 3 kg của chú anh chị. Chuột lớn này trên 3 kg rồi. Cũng bộn, cũng nặng lắm. Còn chuột con là 2 kg phải nha cô chú anh chị. Chuột con này 2 kg á. Cũng chuột con này cũng có 40 con vậy. Còn chuột bự này cũng mấy chục con á. Này để mình dây dơ thay ra thử. Chắc cỡ 5 kg đó cô chú anh chị ơi. Chắc cỡ 5 kg được á. Rồi, cũng
Chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ chút thời gian theo chân Tư Đen để mà thăm những cái bẫy chuột nha. Nay cũng hơi thắt cô chú anh chị ơi, cũng 5 kg gì à. Rồi bay mà hẹn cô chú anh chị lại sáng mai nha. Rồi, chúc cô chú anh chị ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp nha. Rồi bye. Xin chào cô chú anh chị nha, cái này cũng sáng cô chú anh chị ơi. Rồi mình sẽ đi cuốn bẫy chuột nha. Rồi sáng này còn có thêm được nhiêu nữa nha cô chú anh chị. Rồi rồi để mình đi cuốn nha. Rồi sáng mình về cuốn xong rồi mình sẽ tổng kết cho cô chú anh chị xem nha. Sáng này dính yếu. Rồi đây cuốn cô chú anh chị ơi. Rồi giờ mình đã cuốn xong trên nè cô chú anh chị. Một giỏ hai giỏ lưng lưng nha. Cái này với cái này chắc cỡ mấy chục trăm cái á. Còn cái này chắc cỡ từ 50-60 cái nha cô chú anh chị. Từ 50 cái nha. Rồi cũng sáng này dính cũng yên cô chú anh chị ơi. Sáng này dính chắc cũng cỡ 5 kg, hồi tối 5 kg nữa. Rồi, đêm hôm giờ như luôn này được chục ký cô chú anh chị ơi. Rồi cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ chút thời gian để theo chân Tư Đen để cũng bẫy chuột nha. Rồi chúc cô chị ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn luôn thành công trong mọi công việc nha. Rồi bye, hẹn cô chú anh chị lại video sau nha. Bye.